Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ thì hồi nãy thì mình có hướng dẫn các bạn là tạo quỹ Terra rồi. Thì mạng lưới tạo tạo quỹ Luna, mạng lưới của Terra. Thì Terra cái tên mã token nữa là Luna các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là dùng cái cầu nối để các bạn là chuyển đổi USDT từ mạng lưới BSC sang mạng lưới Terra nha các bạn. Thì chúng ta chuyển qua để chúng ta là dùng phí để tham gia những cái chương trình airdrop thôi nhé. Thì ở đây mình sẽ dùng các bạn dùng cái cầu nối để chúng ta chuyển về mà không cần các bạn phải dép tiền lên các sàn giao dịch như là Huobi hoặc là sàn Binance để các bạn mua rồi các bạn rút về. Thì rút ở trên sàn về phí cũng khá là tốn kém nhé, phí nó khá là nhiều so với chúng ta là dùng cái cầu nối chúng ta chuyển nhé. Ok, thì để chuyển thì trên quỹ của các bạn, trên quỹ BSC của các bạn cần phải có BNB hoặc là USDT hoặc là BSC nhé. Các bạn cần phải có những cái đồng đó. Thì ok, thì để swap trước thì các bạn trên quỹ BSC của các bạn cần phải có một cái tài một có BNB nhé. Ok, thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là swap này. Ok, thì để swap thì các bạn vào cái quỹ MetaMask của các bạn nhé. Các bạn mở cái quỹ MetaMask của các bạn ra. Thì trên quỹ MetaMask thì các bạn chọn vào phần dấu ba gạch này, sau đó các bạn chọn vào phần trình duyệt, sau đó các bạn đăng nhập vào trên đây đó là PancakeSwap nhé. Các bạn đăng nhập vào sàn PancakeSwap, chúng ta swap sang UST để chúng ta dùng để cầu nối nhé. Cầu nối là chuyển đổi từ mạng BSC sang mạng lưới Terra các bạn. Ok, thì trên quỹ BSC của các bạn cần có BNB nhé. Thì bạn nào mà đang có BNB thì các bạn có thể là dùng BNB để chúng ta là swap sang con USDT, hoặc là bạn nào mà đang có BUSD thì các bạn chọn là BUSD, còn bạn nào mà là đang có USDT thì các bạn có thể là chọn USDT nhé. Ok, thì ở đây ở trên thì các bạn chọn lại cái phần các bạn muốn swap, còn ở dưới thì các bạn chọn cho mình, các bạn swap sang con, các bạn tìm cho mình là con mã là tên UST giúp mình. UST nhé. Con UST này. Wrapper UST token này này nhé. Nhá. Đây là một cái đồng stablecoin bên mạng Terra thôi. Ok, các bạn xong các bạn ấn nút import giúp mình nha. Các bạn lưu ý là con UST này nha, con UST này nhá. Các bạn ấn nút import. Ok, sau đó các bạn ấn vào tích vào đồng này được, chúng ta đồng ý, sau đó các bạn ấn nút import. Ok, sau đó thì các bạn muốn swap khoảng bao nhiêu cũng được nhé, các bạn muốn swap bao nhiêu cũng được. Ở đây mình sẽ swap sang 5 đồng đi. 5 đô đi. Thì con UST đây là con stablecoin nhá. Thì cái giá trị của nó tương đương như là con tương đương như là USDT hoặc là BUSD thôi. Ok, thì hiện tại là 5 UST tương đương khoảng là 0,012 BNB. Thì đối với USDT thì khoảng là 5 đô nhé. Ok, thì 5 đô mấy. Thì các bạn có cái nào thì các bạn swap sang con UST hết giúp mình nhé. Thì ở đây mình sẽ swap sang 5 đô. Ok, mình sẽ swap này. Mình sẽ swap sang con UST. Con phim swap này. Đây là mạng lưới BSC nha các bạn. Mạng nó hơi lắc, các bạn đợi tí nhé. Ok, xác nhận này. Mạng nó lắc quá. Ok, sau đó thì các bạn muốn xác nhận chúng ta trả phí, chúng ta swap. Ok, và các bạn đợi một tí để nó swap sang con OST này. Ok, như vậy là mình đã swap thành công nhé. Ok, mình swap thành công rồi này. Ok, hiện tại là mình đang có 5 OST nhé. Thì sau khi các bạn swap sang OST thành công rồi ấy, thì tiếp theo đó thì các bạn copy lại cái link dưới phần mô tả video. Các bạn copy lại cái link dưới phần mô tả video đó là bright.terra.money nhé. Các bạn lưu ý nhé, terra.money. Ok, sau đó thì các bạn dán trên đây, các bạn copy lại cái dòng đó đó là bright.meta.money, các bạn dán vào đây giúp mình. Các bạn dán vào lên một DApp của quý MetaMask đó. Các bạn dán ở trên đây nè nhé, các bạn dán lên đây để cho chúng ta bright, chúng ta chuyển đổi mạng BSC con UST này từ mạng BSC sang mạng lưới Terra nhé.
Brain này. Đợi mình tí mình ok chấm thì ra chấm money ok sau đó các bạn ấn vào nút đi các bạn ấn nút tìm kiếm nhé. Ok sau đó thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Sau đó thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này nhé. Đây là cái giao diện như thế này nhé. Thì các bạn lưu ý là các bạn để cái mạng lưới BSC luôn nha. Các bạn để mạng lưới BSC luôn. Thì chúng ta chuyển đổi từ mạng lưới BSC mà. Ok sau đó thì ở phần phần này thì để chuyển đổi UST này sang mạng lưới Terra ấy, thì các bạn chọn vào phần Terra này. Các bạn chọn là BSC. Ok. Sau đó thì các bạn connect với lại cái ví MetaMask của các bạn nhé. Các bạn ấn vào một connect này. Còn như vậy là nó hình như là nó không cho chúng ta là connect trên ví đây các bạn ạ. Nó không cho chúng ta là connect ở trên ví. Đợi mình tí nhé. Ồ, như vậy là trên điện thoại là dùng không được rồi các bạn. Như vậy là các bạn cần phải bạn nào mà dùng Android á thì có thể là tải trên giữa Kiwi về. Còn trên iPhone thì mình chịu ấy. Trên iPhone thì bắt buộc các bạn cần phải lên sàn các bạn mua các bạn rút về rồi. Ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn trên PC nhé. Mình sẽ hướng dẫn trên PC luôn nhé. Tại vì PC mình có sẵn rồi. Yêu cầu chúng ta là dùng Chrome các bạn ạ. Ok trên điện thoại là dùng không được nha các bạn. Bạn nào mà dùng Android á, có thể là tải trình duyệt Kiwi về nhá thì mới dùng được mới connect được. Ok thì ở trên Luna này thì các bạn dùng trên PC nhá. Thì trên PC thì các bạn chọn vào phần đây, chọn phần ở phần Tira này các bạn chọn cho mình là BSC. Còn ở bên đây là các bạn chọn là mình là Tira nhá. Ok sau đó thì các bạn connect với lại cái ví của các bạn nhá. Chúng ta connect này. Ta connect lấy vào cái ví MetaMask của chúng ta. Ok mình đã connect thành công nhá. Ok thì ví dụ khi mà trước khi các bạn connect nó sẽ hiện ra cái thông báo như thế này nè. Connect này, MetaMask này đấy. Sau đó các bạn ấn nút tiếp theo nhé. Các bạn connect với lại cái ví của các bạn kết nối này. Ok. Thì sau khi connect xong ấy thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển đổi con UST từ mạng lưới BSC sang mạng lưới Terra nhé. Thì các bạn chọn phần đây. Các bạn chọn cho mình là con UST Terra USD này nè nhá, các bạn chọn vào. Thì hồi nãy chúng ta là hồi nãy mình có swap sang UST bên mạng BSC là 5 đô nhá. Thì ở đây nó sẽ hiện ra 5 đô cho các bạn nhá. Sau đó thì các bạn điền lại các bạn muốn amount thì các bạn chọn là mask cho mình nhá. Các bạn chọn là mask hoặc là các bạn muốn buy từ mạng BSC sang mạng lưới Terra bao nhiêu UST á thì các bạn điền lại số lượng ở đây nhá. Ok, thì ở đây mình sẽ chuyển hết là 5 đô nha. Thì hiện tại thì của mình ở trên ví của mình là đang có là 3 đô mấy này nha. Hiện tại của mình là đang có 3 đô mấy nha. Ok, thì sau đó thì các bạn ở phần design address này này. Thì các bạn đăng nhập vào cái ví Terra của các bạn nha. Các bạn đăng nhập vào cái ví Terra của các bạn. Các bạn copy lại cái địa chỉ ví Terra của các bạn nha. Ok, thì cái ví Terra thì hồi nãy các bạn đăng nhập ấy. Thì các bạn copy lại đây là cái địa chỉ ví Terra của các bạn này. Các bạn copy lại.
tại vì chúng ta swap sang Terra mà, chúng ta copy lại cái địa chỉ với Terra, các bạn ấn vào biểu tượng copy nè nha, các bạn copy. Ok, sau khi các bạn copy cái địa chỉ với Terra xong ấy thì các bạn quay trở lại với cái trang web Bright này, cầu nối này, các bạn dán cái địa chỉ quý Terra của các bạn vào đây. Đấy. Ok, sau đó là amount là mình swap. Mình swap từ 5 UST từ mạng BSC sang mạng Terra nhé. Ok, thì sau khi các bạn điền lại số lượng và cái địa chỉ quý Terra của các bạn xong thì các bạn vào phần Next. Ok, sau đó sẽ hiện ra cái thông tin như thế này. Sau đó thì các bạn ấn nút Confirm. Chúng ta trả một lượng phí nhỏ BNB nhé, khoảng là 0,00019 BNB thôi, các bạn ấn nút xác nhận. Ok, sau đó các bạn đợi một lúc nhé để nó trả phí. Ok, thì sau khi nó trả phí xong thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Các bạn đợi một lúc, nó swap rất là nhanh thôi các bạn, khoảng là 3 đến 5 phút thôi. Ok, như vậy là mình đã thành công nhé. Mình đã swap từ OST từ mạng BSC sang mạng lưới Terra đã thành công rồi nhé. Ok, sau đó thì các bạn có thể là mở lại cái quý của các bạn, các bạn mở cái quý của các bạn ra nhé, các bạn lướt lót lại thôi nhé, các bạn mở cái quý của các bạn ra này. Hiện tại của mình là đang có 3 này, thì mình sẽ lót lại, tí nữa mình sẽ lót lại này. Các bạn đợi một lúc khoảng là 3 đến 5 phút á, thì nó mới cộng vào nha các bạn. Thì khi mà nó có lịch sử thì nó sẽ hiện ở dưới đây thôi nhá, nó sẽ hiện cái dưới đây nè. Đây là nó sẽ hiện ra như thế này là recent 5 UST này nhá. Hiện tại của mình là chưa có này. Cái cầu Bright này các bạn cần phải là dùng trên PC nha các bạn, dùng trên điện thoại không có được. Hoặc là bạn nào mà đang dùng Android á thì có thể là lên tải cái trình duyệt Kiwi về nhé. Các bạn tải cái trình duyệt Kiwi về, sau đó các bạn thêm vào cái ví MetaMask như trên PC như vậy nè nhé. Thì cái trình duyệt Kiwi nó chỉ hỗ trợ bên nền tảng của Android thôi. Còn bạn nào mà dùng iOS á thì mình chịu á, iOS thì không thể tải được nhé. Ok, thì các bạn sau khi các bạn Bright xong ấy thì các bạn chuyển đổi xong ấy, các bạn đợi một lúc thì nó sẽ cộng vào đây thôi cho các bạn thôi. Hiện tại nó chưa cộng mà các bạn. Khoảng 3 đến 5 phút thì nó mới cộng lắm. Ok, thì sau khi nó cộng xong cho các bạn á, thì nó sẽ hiện trong một wallet này cho các bạn thôi nhé. Nó sẽ tự động thêm và nó sẽ hiện ở trong một cái trên này cho các bạn này. Nó sẽ hiện một cái trên đây nhé. Một UST nó sẽ hiện ở trên đây cho các bạn. Ok, thì sau khi các bạn Bright xong, các bạn đợi một lúc nó cộng ấy, thì để swap sang con Luna ấy, để swap sang Luna để tham gia những cái chương trình airdrop đến từ mạng lưới này ấy, thì các bạn ấn nút swap này nhé. Các bạn ấn nút swap. Thì ở phần swap này thì ở trên đây các bạn chọn con cho mình. Các bạn ở trên thì các bạn chọn cho mình là UST này. Còn ở dưới, còn ở phần này thì các bạn chọn cho mình là Luna nhé. Luna này, con Luna đầu tiên này. Đấy. Luna nó có logo như thế này nhé. Thì các bạn muốn swap bao nhiêu thì ở đây mình sẽ swap là 3 đây. Đấy, swap là 3 đây. 3 UST. Rồi các bạn đợi một lúc để nó tính giá nhé. Ok, thì hiện tại là 3 UST tương đương là khoảng là 0,08 nhé. Khoảng là 0,08 đây. 0,8 Luna. Thì giá Luna hiện tại khoảng là 36 đô các bạn. Thì nó tính ra thôi nhé. Ok, sau đó thì các bạn ấn vào phần Net. Chúng ta swap từ UST sang Luna nhé. Các bạn ấn vào phần Net này. Thì sau đó thì nó sẽ tính phí cho các bạn thôi. Thì ở đây nó sẽ ở một phần phí này nhé. Nếu mà các bạn chưa có Luna thì các bạn chọn một phần phí này. Các bạn chuyển đổi sang là chúng ta dùng phí con UST để trả phí nhé. Ở đây nó cho chúng ta là trả phí giữa hai token. Có hai loại để trả phí, đó là Luna, dùng Luna để trả phí, hoặc là dùng UST để trả phí. Thì các bạn chọn là UST nếu mà các bạn không có Luna nhé. Các bạn chọn UST. Ok, thì phí khoảng 0,1 đô thôi, rất là rẻ thôi nhé.
Ok, sau đó thì các bạn ấn nút confirm nha. Các bạn lưu ý nhé, ở phần phí này, sau khi các bạn buy xong á mà các bạn không có Luna mà các bạn swap sang Luna thì các bạn chọn ở phần phí này. Các bạn chọn cho mình là UST lại nhé. Chúng ta dùng UST để chúng ta trả phí nhé. Ok, các bạn ấn nút confirm. Sau đó thì các bạn nhập lại cái mật khẩu mà các bạn tạo quý nhé. Sau đó các bạn ấn nút swap. Ok, thì sau khi các bạn ấn nút swap thì các bạn đợi một lúc khoảng 5-10 giây thôi nhé. Khoảng 5-10 giây thì nó sẽ swap thành công thôi. Ok, xúc kết này thành công rồi nè. Mình swap là 3 UST sang Luna này. Các bạn ấn nút OK. Ok, thì sau khi đó các bạn trở lại một wallet. Các bạn kiểm tra thôi. Đây, mình vừa swap xong 0.01 rồi nè. Đây, đây mình vừa buy xong thì nó cũng cộng cho mình luôn rồi nè. Khoảng là 3 đến 5 phút thì nó sẽ cộng thôi. Đây, cộng rồi nè. Đây này, nó cộng cho mình là 5 UST này. Mình vừa buy xong ấy. Mình vừa buy xong ở trên phần buy này nè. Sau khi buy và trả phí xong thì các bạn đợi khoảng là 3 đến 5 phút thì nó sẽ cộng vào quý cho các bạn thôi. Đây. Thì sau khi nó cộng xong thì các bạn qua một swap, các bạn swap sang UST sang Luna nhé. Thì khi swap các bạn nhớ để cái phí đó là phí UST để chúng ta dùng UST để chúng ta trả phí nhé. Ok, thì như vậy là đã hoàn thành xong rồi các bạn. Ok, mình vừa cộng này, mình vừa buy xong thì nó cộng vào là được cho mình rồi nè. Còn các bạn muốn swap từ mạng lưới con OST mạng lưới BSC này, mạng lưới Terra về lại mạng lưới BSC á, thì các bạn cũng vào một lại cái đó thôi. Các bạn vào chỗ là buy.terra.money này, thì ở phần này các bạn chọn cho mình là Terra lại đấy nhá. Các bạn chọn Terra lại, còn bên này thì các bạn chọn cho mình là BSC. Sau đó thì các bạn chuyển đổi OST sang mạng lưới từ mạng lưới Terra sang mạng lưới BSC lại thôi, đơn giản thôi nhé. Thì trước khi qua lại ấy, thì các bạn nhớ chuyển đổi sang, nhớ swap sang con OST trước nhé, rồi các bạn mới swap được nhé. Đây, chuyển đổi qua lại thôi nhá. Các bạn connect với cái ví Terra của các bạn thôi. Đấy, đơn giản mà. Ok, thì mình lót lại nè, đây mình swap xong rồi nè. Thì trên máy tính cái màn hình nó rộng hơn các bạn, nó cũng tương tự như app thôi. Còn bạn nào muốn swap thì có thể vào đây các bạn swap đây. Swap muốn các bạn muốn khi trước khi swap các bạn muốn trả lại Luna này, UST này, đấy. UST này. Các bạn muốn trả phí, các bạn muốn dùng con Luna hoặc là con OST trả phí thì trước khi swap các bạn chọn nhé. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn là Bright, có nghĩa là chuyển đổi từ OST từ mạng lưới BSC sang mạng lưới Terra và ngược lại. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.